Ngày 30 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Theo WHO, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm. WHO cũng thận trọng cho rằng những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm điều này có thể khiến việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết hai kịch bản còn lại là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện và sẽ khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng